Alo. Anh rất xin lỗi khi mà phải nói lời từ chối. Thật ra anh chỉ muốn mọi thứ nó rõ ràng. Ok ạ, em cảm ơn anh, Những lỗi lầm đã từng bỏ qua vì nhau để tốt hơn lại là nỗi đau làm ta phải ra nông nỗi này. Tạm biệt anh. Thật ngốc khi ta đã chọn chia tay mà trong tim vẫn còn níu lấy, dù tâm tư thấu hiểu đến mai để kết thúc lại là hôm nay. Một thế giới. Bây giờ tiệc thì cũng sắp tàn rồi. Em có đưa số điện thoại của em cho anh rồi. Thì anh có giữ đây? Em có nghe nói là trong tất cả các bữa tiệc ấy, thì nếu mà yêu quý nhau, yêu thích nhau thì mình sẽ gọi điện cho nhau đúng không? À, đưa giấy xong rồi gọi điện á. Thì đây em có ghi số điện thoại của em lên nè. Đó. Ok, anh thấy nếu mà về anh chấp nhận là anh cảm thấy có thể mình đi đến một cái kết lâu dài hơn, nếu mà anh cảm thấy mình có thể tìm hiểu nhau được thêm nhiều hơn á, thì anh hãy gọi cho em. Em sẽ cầm điện thoại đứng đây 30 giây rồi. Anh không gọi thì mình chắc là em không muốn, tại vì mình nhạy cảm á, mình không muốn bị lún sâu vào cái tình yêu này quá. Bởi em không muốn nhận cái lời từ chối đúng không? Nếu phải anh vậy không? Nếu mà anh có từ chối thì em cũng sẽ từ chối làm bạn của anh. Em rất là sợ cái cảm giác là mình thích một người, xong một người ta nói là anh cảm thấy mình là bạn được với nhau thôi á. Rất là khó đúng không? Thực ra là anh lại nghĩ khác. Kể cả đối với những cái người con gái tổn thương nhiều lắm ạ. Anh người con gái cô đơn lắm đấy, tại sao không giữ lấy để mất đi một người mà đông, mà yêu thương đông. Thôi đi về đi, ta tiệc tàn rồi. Nhớ alo nha. Sao nữa? Thực ra là anh ra là rất cảm ơn em vì đã không, em không nghe lời giải thích ạ. Em nói rồi á. Anh nghĩ là mình cần nhiều thời gian hơn. Thì bởi vì là khi em hỏi ba cái câu hỏi kia thì chưa đủ. Anh là một người không phải là một người sống vội. Tất nhiên rồi, thế nên là em mới hỏi câu là anh có tin vào tình yêu sét đánh không á. Thế nên là anh cũng đã nói với em là anh tin vào chuyện tình yêu sét đánh. Thế nhưng mà chưa một lần nào mà anh yêu như thế cả. Anh có cái được cái cảm giác đấy. Anh cũng rất mong là sau này mình sẽ được trải nghiệm cái cảm giác đấy một lần. Nên là anh mới chọn đến với tỏ tình hoàn mỹ để có cảm giác là mình gặp bạn này rồi mình thích bạn này quá rồi mình đi về cùng bạn đi. Thực ra là nếu mà em đã xem những số trước thì anh chỉ tỏ tình với đúng một bạn, đó là bạn Funny. Ôi, nhìn gần thấy Funny xinh quá. Thực ra là anh đã quen Funny qua những trình những tập chơi ma sói. Thì Funny là một người gu thuộc cái gu rất là hoàn chỉnh của anh. Thế nhưng mà anh đã quen Funny trước đấy từ rất lâu trước đấy rồi. Anh hiểu được Funny là con người như thế nào, và khi anh gặp ở ngoài thì anh thực sự là có cái cảm xúc với bạn ấy. Thì anh mới quyết định là nên tỏ tình. Em hiểu cảm giác đấy mà. Bởi vì là mình cũng lớn rồi á. Mình sợ những cái quyết định nó vội vàng thì sẽ không dẫn đến những kết quả lâu dài. Nhưng cái ý của em muốn nói là nếu mà mình không đi với nhau được thì
Em nghĩ là mình sẽ... Sao em phải như thế nhở? Bởi vì thực ra nhá, không giải thích, không giải thích, không giải thích. Em sẽ cầm điện thoại đứng đây chờ anh 30 giây, cho anh 30 giây quyết định. Ok nhờ. Anh sẽ nói nốt một câu mà thôi, nốt một điều okay mà thôi. Dạ. Thực ra là anh rất tiếc khi mà cái quan điểm của em và cái quan điểm của anh nó hơi khác nhau một chút. Khi mà em nghĩ là em tỏ tình với một người này thì sẽ người ta sẽ phản hồi lại ngay lập tức. Thế nhưng mà tất cả những cái mối tình trước của anh ấy thì anh nhớ không nhầm thì ít nhất cũng phải trải qua một tháng là bạn bè tìm hiểu sau đó thì anh mới quyết định là tỏ tình với cô ấy. Ý của em là con gái lúc mà yêu rồi ấy thì cái tình cảm đấy nó kinh khủng lắm luôn ấy, nó sâu lắm luôn ấy, mà anh cứ quan tâm người ta thì người ta cứ bị lụy tình anh á, nên là anh phải để thời gian giãn ra thì mới làm bạn bè được. Hoặc là trước đấy mình chưa có tình cảm với nhau á thì mình làm bạn bè ok, nhưng mà anh càng quan tâm cái người mà đang yêu anh rồi ấy thì họ lại nghĩ là hình như là người ta đang bật đèn xanh cho mình á, rất là khó thật luôn á. Đấy là cảm xúc của con gái á. Ok, tiệc tan rồi, về thôi. Em đợi, em đi lấy điện thoại đây, cho anh 30 giây nha. Alo. Anh rất xin lỗi khi mà phải nói lời từ chối. Vì anh không muốn, anh muốn mọi thứ nó rõ ràng, chứ không phải là anh sẽ không gọi một cuộc điện thoại. Và để em phải ra về như thế, anh cũng không muốn em phải nuôi hy vọng. Anh nghĩ như vậy sẽ tốt hơn cho em. Ok ạ. Em cảm ơn anh, nhưng mà tại vì anh gọi á nên là anh bảo là không nuôi hy vọng thì khá là khó ạ. Anh có biết là cái lúc mà em đừng quay lưng lại, em cầm điện thoại mà anh gọi em thì cái em vui như nào không? Xong rồi giờ kiểu đang vui, đang nó còn buồn hơn cả lúc là anh không gọi em á. Thật ra anh chỉ muốn mọi thứ nó rõ ràng. Ok ạ, em cảm ơn anh, em cảm ơn anh. Cảm ơn em nhiều nha. Vì cái cách mà em thể hiện, cái cách mà em sự chuẩn bị mang tới những cái sân khấu này, trân trọng thiệt, anh trân trọng thiệt. Em vui là được rồi, em cũng vui. Vậy hả? Anh cảm thấy thế nào? Cảm thấy
Nó quá nhiều cái nó cho anh một cái chạm chạm ở trong cái tim. Nó có nhiều thứ, nhiều luồng suy nghĩ khác nhau ở hiện tại của anh trong này. Nhưng đây là tất cả những gì chân thành mà em muốn dành cho anh. Thế bây giờ em đang có hai tấm postcard. Vậy khi mà đi du lịch ý, thì người ta thường mua tấm postcard để viết, lưu lại những tâm tư tình cảm để đưa cho người mình yêu. Vậy bây giờ bọn mình cùng nhau viết nhá. Ok. Mà em rất thích đó chính là những vùng biển ấy. Ví dụ như là Đà Nẵng. Bởi vì Đà Nẵng có anh đấy. Em thích nụ cười của anh. Và có một điều nữa là em bị ấn tượng với tính cách của anh ấy. Em thấy anh khá là nhây. Thực sự em bị thu hút bởi điểm này. Vậy em sẽ là người sẵn sàng làm trò khùng điên với anh. Làm người yêu anh em nhé. Em đồng ý. Mắt em màu gì? Mắt em màu nâu. Mắt em màu gì thì trong đấy cũng có anh mà, đúng không? Mặc dù hôm nay em rất là run nhưng mà em nghĩ một lần trong đời mình nên vượt qua chính mình, vượt qua cái sự lo sợ đó để đến đây gặp anh. Nhưng anh cảm giác như anh và em đều có sự gánh nặng bởi gia đình, gánh nặng về trách nhiệm. Mình vẫn còn loay hoay trên hành trình này. Anh có thể tặng em một món quà được không? Đợi anh xíu nha. Hồi nãy em có hỏi anh em thích anh thích người yêu gọi nhau bằng cái gì, người yêu của anh. Thì anh nói là bảo bối. Có thể là ngày hôm nay trước hành trình kết thúc, anh chưa ra về cùng em với cương vị là người yêu em được. Đôi khi những vết thương có chữa lành đến mấy, nhưng anh muốn mình chơi cương vị là một người bạn có được không? Và anh hy vọng đây là một món quà mà anh sẽ trao cho em, để mỗi khi em mệt mỏi, cảm thấy chịu đựng không nổi nữa, thì bé này giống như một cái sự đại diện cho anh luôn ở bên em, là một người bạn. Lúc nào cũng sẽ, nếu em cần sẽ quan tâm tới em. Thì em có thể nhận không? Món quà này rất là đẹp. Nó giống như một cái việc, tại vì như anh đã nói với em á, là bản thân mỗi em và anh đều giống nhau ở quan điểm và tư duy. Ngay những cái từ khóa mà em đề cập á, anh thấy rất giống anh trong đó. Cho nên là càng giống thì chúng ta lại khó có thể mà chấp nhận cái đối phương. Và mong em hiểu cho anh. Em hiểu tấm lòng của anh rồi. Nhưng em không thể nhận món quà này của anh. Đôi khi những vết thương có chữa lành đến mấy, bao nhiêu thời gian vẫn tự cảm thấy tổn thương đến mức như vậy, những lỗi lầm đã từng bỏ qua vì nhau để tốt hơn lại là nỗi đau làm ta phải ra nông nỗi này. Tạm biệt anh.
ngốc khi ta đã chọn chia tay, mà trong tim vẫn còn níu lấy. Dù tâm tư thấu hiểu đến mai, để kết thúc lại là hôm nay. Một thế giới âm u sầu, tại sao ta lạc mất nhau? Cố gắng nắm chặt bàn tay càng thêm thấy đau. Đừng khóc. Khi em tỏ tình hoàn mỹ, em thấy anh ở đây thì em nghĩ là mình có cơ hội. Và em sẽ không bỏ lỡ cơ hội một lần nào nữa. Em hy vọng sau này anh sẽ là người cùng em đi đến chọn đời, chọn kiếp. Rốt cuộc cũng có một người cô gái đến đây sân khấu này để nói lại những cái lời với anh. Những lúc mà anh gặp vất vả khó khăn ấy thì đừng lo. Mặc dù em không thể đến bên cạnh anh ngay lúc đấy, nhưng em sẽ vẫn luôn lắng nghe. Và sẽ có em luôn ở đây nói với anh một câu rằng Villain đã vất vả rồi. Tại sao ta lạc mất nhau? Cố gắng nắm chặt bàn tay càng thêm thấy đau. Đừng khóc xin em cũng đừng yêu đuối, dù con tim vẫn còn tiếc nuối. Bộ phim đi đến đoạn kết cuối, chẳng ai lau nước mắt em rơi. Một quá khứ xin ngủ yên, tương lai sẽ không còn. Không còn những chia sẻ. Yeah. Mà hình như đây là lần đầu tiên yeah. em được một bạn nữ đến với chương trình yeah. tỏ tình mình đúng không? Dạ. Yeah. Ừ, chị thấy là em có rất là nhiều cảm xúc. Nhưng mà hình như là bạn có để lại gì cho em nha. Em đọc nha. Dạ. Yeah. Chào anh. Cuối cùng thì ngày này cũng đã tới. Em đã dũng cảm nói ra được những lời cần nói. Xin lỗi anh vì những vụng về. Em đã tưởng tượng đó sẽ là một buổi hẹn tuyệt vời. Nhưng khi đối diện với anh, em dường như quên hết tất cả. Sợ giây phút này sẽ mau qua và em phải rời xa anh. Về lại số 0, tròn chỉnh như khi em mới bắt đầu. Em được biết tiếng Hàn của anh là trong khi, có nghĩa là sự can đảm, bản lĩnh. Mà thế nào đi chăng nữa thì chúc anh luôn chân cứng đá mềm, sẽ luôn nở nụ cười ấm áp và có những vai diễn mà mình hằng mong muốn. Nếu có dịp đến Thụy Sĩ, hãy luôn nhớ đến em, cô gái đã tỏ tình anh tại đây nha. Chị nghĩ là mình cũng phải cảm ơn Hằng. Dạ. Bởi vì Hằng đã tới đây và để dạ. lại cho em rất là nhiều kỷ niệm. Dạ. Để tỏ tình hoàn mỹ. Dạ. Và mình cũng nên gửi một lời chúc phúc đến cho Hằng. Dạ. Mong là Hằng sẽ sớm tìm được dạ. người thật sự phù hợp với Hằng. Dạ. Và cảm ơn Hằng vì đã rất là mạnh mẽ đến đây. Dạ. Đã mạnh mẽ nói lên tiếng lòng của mình. Dạ. Thôi, dạ. bây giờ mình đứng lên nha. Dạ. Quên nghĩ rằng là các bạn khán giả sau khi xem qua màn tỏ tình vừa rồi thì các bạn sẽ có những cảm xúc rất là nuối tiếc. Dạ. Cảm giác như là chưa được trọn vẹn. Và mọi người cũng đã trải qua những giây phút lắng lòng mình lại. Dạ. Nhưng mà Phương Anh tin là những số phát sóng tiếp theo của chương trình Tỏ Tình Hoàn Mỹ sẽ lại có những câu chuyện mang lại những kết cục hạnh phúc, những kết cục tốt đẹp hơn, đúng không nè? Còn về Luân thì chị tin là trong tương lai em cũng sẽ sớm tìm được người phù hợp với mình. Dạ, và dù sao chị. Đi chăng nữa mình cũng rất là trân trọng những dạ. khoảnh khắc mình dạ. được ngồi ở đây và mình dạ. cũng đã được sống trọn vẹn và trải lòng rất là nhiều, dạ. đúng không? Dạ đúng, dạ đúng. Rồi. Và bây giờ thì thời lượng của chương trình Tỏ Tình Hoàn Mỹ đến đây xin được phép khép lại. Xin được hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ quen thuộc 19:30 tối thứ 6 hàng tuần trên kênh YouTube Hẹn Hò Hoàn Mỹ. Chương trình với sự đồng hành của ứng dụng Ask Any, nơi có thể giải đáp tất cả những thắc mắc của bạn. Hãy tải ngay ứng dụng Ask Any để sử dụng chat GPT Plus miễn phí ở Việt Nam. Xem hướng dẫn tải và sử dụng ở link dưới comment nhé. Và bây giờ, Ngô Phương Anh cũng giống như là Duy Luân xin chào và hẹn gặp lại.